xin mến chào tất cả các con của bác nha. Thì luật sư Thơm đã lên tiếng mọi người. Luật sư Thơm đã lên tiếng sau một khoảng thời gian gọi là im hơi lặng tiếng mọi người. Im hơi lặng tiếng để phục vụ cho quá trình điều tra, cũng như là có một cái bản án thích đáng cho cặp đôi Trang và Thái. Thì mới đây nhất là luật sư cũng đã đăng một cái thông tin cực kỳ là bức xúc, bày tỏ là bức xúc của mình là sao? Là gia đình Thái đã chạy án là sắp sửa thành công rồi. Thật sự là em nghe xong cái tin này, thật sự là em cũng rất là sốc. Ban đầu là em không hề tin được là chúng nó có thể làm được cái điều này. Đó, thì chị Hạnh cũng đã thừa nhận cái điều đó mọi người. Chị Hạnh cũng đã thừa nhận cái điều đó rồi. Và mới đây nhất mọi người, mới đây nhất thì chị Hạnh đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Sau một quãng thời gian gọi là trầm cảm ấy, thì chị Hạnh đã là bỏ cuộc rồi. Đó, chị Hạnh đang là suy nghĩ đến cái việc là bỏ cuộc. Tại vì đàn em Thái nó đông, nó độc ác quá. Nó ra tay hết cái chiêu trò này đến chiêu trò khác mọi người. Thì mới đây là luật sư Thơm á, cũng là đã dần dần bỏ cuộc rồi. Đó, dần dần là bó tay cái lũ ác ôn, cái lũ ác quỷ này rồi. Đó, không thể chơi lại cái gia đình nhà Thái này. Thì mọi người biết chúng nó làm gì không? Chúng nó không những là thuê 3 luật sư bình thường đâu, mà nó bây giờ nó còn thuê thêm cả 5 luật sư, tổng cộng là 8 luật sư mọi người. Đó, để nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích để cứu lấy mỗi thằng Thái thôi. Còn con dì ghé này thì chắc chắn là nó có một cái bản án là một suất tử hình rồi. Con dì ghé thì chúng ta không được bàn tới. Hiện tại chúng ta chỉ bàn tới thằng Thái nha. Nếu cái vụ án này mà thằng Thái chỉ xét xử 8 năm tù thì thật sự phải nói là người dân là rất là bức xúc và không cam tâm cái việc này. Đó, thì mới đây nhất mọi người, mới đây nhất thì theo cái kiến nghị trên trang cá nhân của luật sư Thơm đã có một cái văn bản kiến nghị đến viện kiểm soát trả hồ sơ trưng cầu giám định tại phòng hình sự và thay đổi tội danh giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Thì theo trưng cầu giám định bổ sung thương tích cháu Nguyễn Thái Vân An đấy, tại phân viện khoa học hình sự Bộ Công an và không đúng và không khách quan. Ngày 21 tháng 7 đó là 2022 là cái phiên tòa xét xử vừa rồi á, thì hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định là sao? Là trả hồ sơ cho viện kiểm soát để điều tra bổ sung xác định tỷ lệ thương tích của bị hại vào các ngày ngày 7, ngày 10, ngày 11, ngày 12 tháng 12 nha mọi người. Đó, năm 2021 là điển hình là năm ngoái á. Đấy, thì mới đây nhất mọi người biết một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nó là như thế này. Mới đây nhất là tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung tại phân viện khoa học hình sự Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người phải chú ý lắng nghe nha, đây là cái chi tiết cực kỳ quan trọng. Tại vì nói về vấn đề hình sự, luật pháp thì mọi người có thể hơi nhàm chán tí, nhưng mà đây là mấu chốt của vấn đề là tại sao chúng nó có thể chạy án được thành công. Thì em sẽ cố gắng là kể một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho tất cả cô chú anh chị luôn. Đó, nói tóm lại là chúng nó đang chạy án và những chiêu trò mưu ma đấy của nó là đã được thằng ông nội này là sắp xếp hết ở trong đầu rồi. Đấy, thì tuy nhiên cơ quan điều cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung tại phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã không khách quan và không đúng, vì cơ quan giám định này đã không thực hiện giám định pháp y từ đầu nên việc giám định bổ sung sẽ không thực hiện được nha cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy có cái điều gì vô lý, có cái điều gì gọi là bất thường ở đây không ạ? Bất thường ở đây có nghĩa là chúng nó đang như là lách luật đó mọi người, lách luật. Tại sao lại chưa giám định pháp y ngay từ ban đầu, để rồi cuối cùng lại chưa là gọi là sao? Không thực hiện giám định pháp y từ đầu nên việc giám định bổ sung sẽ không thể thực hiện được. Thì thật sự em đọc xong mà em đang rất là ứa máu và đang rất là bức xúc đây mọi người. Đấy, thật sự là em không hề hiểu nổi
là tại sao lại không thể thực hiện được. Do đó, phân viện khoa học hình sự đã trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do hồ sơ bệnh án của cháu Vân An không thể thực hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên. Việc giám định pháp y tử thi lần đầu tiên được thực hiện tại phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, nên là những lần sau giám định bổ sung thì sẽ phải được thực hiện tại cơ quan này mới có thể là thực hiện được. Trường hợp có nghi ngờ và kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ trưng cầu ở cơ quan giám định khác như là phân viện khoa học hình sự, Bộ Công an để đảm bảo khách quan. Theo kết luận giám định pháp y tử thi số 198 ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân An chết là do phù phổi cấp do sốc chấn thương nha mọi người. Đấy. Thế cho nên là sao? Thế cho nên là cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi, tổn thương bầm tụ máu, chán đỉnh phải do chân tóc do vật tày có tác động trực tiếp mà gây ra. Đấy. Thì do đó là các tổn thương bầm tụ máu dạng hai đường thẳng song song do vật tày dạng thẳng gây ra là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Đấy. Các tổn thương xây sát da, bầm tụ máu thắt lưng, mông hai bên vào màu chậu trái là tạo thành cái đám đó mọi người. Đó, màu chậu phải, mặt sau cánh tay trái là cái gì? Do vật tày tác động trực tiếp gây ra là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bầm tụ máu hạ vị bẹn trái. Mu chân hai bên do vật tày tác động trực tiếp gây ra. Thật sự là em rất là xúc động khi đọc những cái dòng này mọi người. Nó dã man luôn. Dã man luôn mọi người. Em không thể tin được trong xã hội hiện đại này là con người như vậy luôn. Tiếp tục nha mọi người. Là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Bầm tụ máu sau khớp vai phải, màu xanh tím cánh tay phải, cẳng tay hai bên đều có nhiều tổn thương bầm tụ máu rải rác với thời gian vết thương khác nhau. Đấy. Thậm chí là sao? Thậm chí là các tổn thương cũ do vật tày tác động trực tiếp gây ra là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Xây sát da lưng trái và gối phải do tiếp xúc trực tiếp với vật tày gây ra, không gây ra cái chết của nạn nhân. Thì theo kết luận bổ sung của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải thích về các tổn thương trên cơ thể của Nguyễn Thái Vân An theo kết luận của tử thi nha mọi người. Theo kết luận tử thi số, tuổi của các tổn thương, thời điểm gây ra tổn thương trên cơ thể của cháu Nguyễn Thái Vân An, các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong là khoảng từ 1 giờ cho đến là 6 giờ. Đấy. 6 giờ cùng ngày là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thái Vân An. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong là khoảng từ 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm là dẫn đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thái Vân An. Như vậy thì có thể thấy là cái bản án kết luận giám định pháp y ngày 20 tháng 1 và bản kết luận giám định pháp y bổ sung ngày 14 tháng 3 đó,
đã có căn cứ để xác định là Nguyễn Thái Vân An đã bị thương tích trước ngày bị tử vong là ngày 22 tháng 12 là yếu tố cộng thêm dẫn tới cái chết. Tuy nhiên, kết quả giám định bổ sung của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an lại cho rằng hồ sơ bệnh án của cháu Nguyễn Thái Vân An không thể thực hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên nên không giám định được là không khách quan. Đề nghị chúng ta, cộng đồng chúng ta phải cùng nhau lên tiếng thật mạnh mẽ về cái vấn đề này. Không có cái việc gì mà đã xét xử lại mà lại ngâm lâu, xét xử lại mà ngâm lâu cho tới tận giờ phút bây giờ là chúng ta đã thấy có vấn đề rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy có linh cảm không tốt về cái vụ án này là chúng nó đang âm thầm chạy án mà chúng ta không hề thay biết đó. Và chúng ta hiện tại đang rất là chủ quan về cái vấn đề này. Đấy, thì cũng mong là kính mong tất cả cô chú chị hãy cố gắng lên tiếng cùng em để đòi lại công bằng cho cháu bé Vân An nha cô chú chị. Thì đó là những cái lời tâm sự của em trong cái video hôm nay muốn gửi đến tất cả quý cô chú chị nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp sau ạ. Mọi người có thắc mắc thì hãy comment phía dưới để ủng hộ em nha.